Hai xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe, luôn luôn kiếm tiền thật nhiều nha mấy anh. Bữa nay dẫn mấy anh em đi ra cái bãi câu câu nằm, đi dã ngoại với gia đình của bạn Nhật mình đây. Đây. Đó, đi ra ngoài này dã ngoại lặn biển, nướng gà với dựng trại rồi cho mấy đứa nhỏ nó ngồi trong trại nhiều khi nó lặn biển lên có gì nướng nấy nha mấy anh em. Giờ có mình có đem theo con gà với ba đồ cái phao nữa. Bây giờ mình đi lặn biển có gì bắt lên mình nướng cái nấy. Bây giờ dựng cái trại trước. Ở đây cũng mát. Đây mấy đứa nhỏ thì nó ra gặp biển là nó chơi liền rồi mấy anh em ơi, nó quậy liền luôn đó. Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Giờ dựng cái liều lên, Nhật đang dựng cái liều. Ta nghĩ khỏi dựng cái gì, người ta lấy cái đó cũng mát cũng chết luôn. Dựng cái đó lên vô hỏi hồng thêm cái làm gì. Dựng sơ sơ lên đi, ai chui vô đó được thì chui. Dựng xong rồi bây giờ mình đi kiếm củi nha. Kiếm củi mình đốt, mình đốt để nướng gà. Đây gà nướng muối ớt. Cái này mình chán, hay là làm gì trời? Cuốn vậy? Chúng ta ăn cá gì cuốn hay là không có một cái vậy? Không mua gì chân này đi lặn biển đi dã ngoại mà. Không mua bánh mì đồ nè. Mấy anh em tiêu rồi đem theo. Đó, con gà. Gà để trong một lần. Bây giờ đi kiếm củi đốt, đừng lấy than, cái than cũng dễ nướng mấy này mà. Với mình đi kiếm cái hai cái cây để mình xiên con gà. Mấy cây này xiên gà nướng được không trời? Hay là nướng ngay? Để cho chúng cây tre mới được. Cây dương tre hả? Ừ, tre đi vô đất liền kiếm. Cảnh ở đây kiếm dưới tre. Thôi để mình đi kiếm đồ mình nướng anh em ơi. Kiếm đồ mình xỏ gà mình nướng. Ơi. Anh em ơi, bây giờ mình kiếm mấy cái cây trôi dạt vô trong biển nè. Mình làm cái đồ nướng gà nè mấy này. Cái đồ để con gà lên trên cái hình tam giác này nè. Buộc lại mình nướng, mình mới làm xong nè. Còn bên kia thì Nhật đã dừng cái liều xong rồi mấy anh em ơi. Đó, ngay kẻ gốc cây đó. Tại mình đứng mép bên đây mình quay không thấy mấy anh em. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái củi để mình đốt lên để mình nướng nha mấy anh em. Đây mấy khúc củi này đốt nướng là vô địch luôn nha mấy anh em. Giờ núm than để cho nó có than để nướng gà mấy anh em. Để vô đây tự động cháy à, đừng làm gì nữa. Có mấy đồ vừa nãy giờ mình có than mình. Trời, mới nhúm lên chưa có cháy được cái vỏ cái lá dừa nữa. Rồi, để thế này đi, hồi tự động cháy à. Nhúm lấy than đừng nướng gà mấy anh em ơi. Giờ mình đem con gà ra buộc đi. Để đi, để lại đi, đừng nhìn tới nó. Đem con gà ra buộc lại.
cái gì ta? À nè, để đây buộc con gà tắt đâu, để đi tắt thôi, tắt rồi hả? Ừ. Để gà buộc đi, không tắt đâu mà. Không có buộc, buộc nó lại mới được, mới chở được. Kiếm cái gì kê nào lên được. Cái kê đó. Lại lấy gì dừa hay lại gì cây? Cây đó kìa. Trời nắng cái nhìn thấy bên Campuchia gõ quá ha. Bên đó là bên Campuchia nha anh em. À, dính liền với cái biển của mình. Campuchia giáp danh với Việt Nam. Đồ gùm lên thấy mấy cái nhà bên đó của nó luôn. Đất Campuchia nghe mấy em, giáp danh vùng biển với Việt Nam. Ngay hòn é quên, ngay bãi Thơm với bãi Châu Nằm. Xem cái ấy kìa. Không được, không được, không được. Đổi cái nón vô. Anh Tâm đi theo chú lấy cái này vô ấy. Lấy cái máy vô ấy. Bây giờ mình đi xuống biển, mình lặn biển mấy anh em ơi. Giờ đi kiếm kiếm xuống lặn biển kiếm cái gì bắt được bắt mấy anh em ơi. Lặn biển mình quay không được mấy anh em ơi. Quay quay nó sẽ mình không có đồ cái máy quay dưới nước. Mình quay bằng cái điện thoại cho nên không có quay được. Để mình quay lại máy biển cho. Dưới nước cà tốt ngoài xa nó mới có
nó mới có mấy lặn được hay nè. Đây gần mỗi lặn không được. Đi gà tốt tốt ở ngoài đó đó. Trời ơi, xa nữa. Tại vì ở đây nước càng nhiều à, cho nên khó lặn lắm. Rồi mình sẽ để đồ ở đây, mình ở đây mình đi xuống dưới mình lặn mấy em, lặn coi có cá thôi, quên rồi, có sò ốc nghêu hến gì không mấy em. Mới đi lặn biển lên mấy anh em ơi, mình không ở dưới này, biển này mình thấy không có ốc sò gì, không có gì luôn á mấy em. Đi lặn mấy giờ mệt muốn chết, mình đi lên mà có mấy con này nè, mà mình nhìn giống con nhum với con nhím biển quá, mình không biết nó phải nhím biển không, giống nhím biển con quá mấy này, mà nó nhỏ nhỏ, nó trắng, còn cái con già thì mình thấy nó mấy cái gâu này nó đen, nguyên con nó đen luôn, mà này thì nó trắng trắng. Rồi mình lên mình bổ nó ra có cái gì trong này không, khám phá luôn. Không, ở dưới không có con gì. Cái gì trời hả? Có cái gì đâu? Cái gì trong con đây vậy? Hả? Gì con này nè. Con này gì? Con này chơi không được, con này nó có gai. Con gì vậy? Nhím. Ủa cái kéo rồi chà, con này con gì không biết, con nhum. Ở đó con mới lần em đạp hoài đó, em đi làm đạp nó hoài đó. Con này nó bự lắm, nhức lắm phải không? Đâm vô nhức lắm. Không biết ở trong nó có cái gì nữa, bổ ra thử. Trời ơi, còn cái gì đó không à? Được. Cái này có con nó bự lên mới được. Quăng vô mấy cái gốc cây để em hồi đi đạp chết. Gà nướng. Nướng giống gà cá lóc thôi, cá lóc nướng chui quá ha. Cái này gà nướng chui mấy anh em ơi, cởi xé cái da nó ra bỏ. Xé cái da nó ra bỏ mình ăn thịt. Lặn nãy giờ có gì không? Chế gì hả? Trời ơi. Đem lưu đài đi. Trời ơi, cầm. Giờ cái đống đó cỡ nó đi đâu luôn. Không có, không có cỏ mà không có con sò mai nữa. Tại sao giờ ăn đợi gà chín cho ăn gà đỡ đi. Gà với bánh mì muối tiêu đi. Ở ngoài này mát quá, mát rồi. Dựng cái liều mini nha. Giờ này mà chui vô trong cái lều đó cũng ngộ nực dữ lắm. Nóng chịu không nổi đâu mấy anh em ơi. Mấy đứa nhỏ thì nó lo chơi, không biết đói là gì luôn. Đói bụng không? Đâu có đói bụng hả? Có đói bụng, đâu có đói bụng. Đói bụng rồi chưa? Đây, đi lặn biển lên bữa nay thất bại toàn tập luôn mấy anh em ơi. Không có... không ốc mà cũng không có ấy luôn, cũng không có sò dương mai gì, rồi có cái khác gì ăn
nước biển. Này ra mình chết rồi, đi còn phải bắt tắm nước biển ta là. À, rửa nước muối nghe mấy anh em ngồi nhất đây nè. Bánh mì gà nước mọi nha mấy em. Nhà có ca cắt cát kìa.
được chứ. Đứng lại đây còn hang kìa. Không hồi chạy về luôn. Nấu cơm. Cái này gà ăn được không mẹ? Ăn được. Cái này rửa tay, thấy tay mình cát không sao? Cái quần nó tụt tụt hoài hết. Chai nữa đây, nữa đây. Con nữa mẹ. Chơi trong nhà mà. Thêm nữa mẹ, thêm nữa. Thêm nữa. Thêm nữa. Bây giờ hết thịt rồi con, bây giờ ngưng đi. Nó không ra mua ra. Bé Ngọc tạm thời ngưng đi. Cái đó là cái gì? Cái đó mình gỡ coi. Lại nó hết rồi.
đấy không? Nghe vô bãi thăm mà nghiêng nữa. Ờ, bãi thăm đâu có gì đâu. Bên mình chỉnh từ hơi sạch cũng hơi ổn mày ăn. Thấy đã đỏ ăn được. Mẹ ăn được không? Được. Bỏ gì ngay luôn, cái đó vàng vàng ngon lắm. Mẹ ăn cũng ngon. Lâu lâu ăn. Một món gì cũng ngon nha. Trời ơi, ta cá không tin. Rắn hả, gì ăn không được hả? Rắn bỏ ra cửa lấy cục nào quá. Rồi thôi con hết rồi. Hết rồi, Ngân đi ra ngoài chơi chút đi. Ngân dạ chơi. Cá không lại ra chơi này. À này trắng nè. Mình mua mấy mì ăn thôi. Sáng giờ chỉ có một ổ bánh mì trong bụng đó. Cái rửa tay. Thời giờ này nắng thấy mẹ cho nhỏ ra tắm. Vừa ăn cơm xong ngồi nghỉ mệt, giờ ra tắm nữa mấy anh em ơi. Tắm đầu còn ướt nhẹp luôn. Bây giờ kiếm chỗ nằm ngủ thôi mấy anh em ơi. Video mình xin dừng tại đây nha mấy anh em. Chúc mấy anh em nhiều sức khỏe và luôn luôn kiếm tiền thật nhiều làm ăn phát tài nha. À, mấy anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình giùm mấy anh em ơi. Cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Em ơi.